một nhân vật cực mạnh mà có thể bạn không biết. Ngày trước xem Ben 10 nhưng chả bao giờ thấy Ben biến thành con này. Hóa ra thì đây là nhân dạng mạnh đến mức kinh hoàng. Đây là Alien X, xuất hiện chỉ tổng cộng 3 lần trong gần 200 tập phim. Sinh vật này có sức mạnh gần như là tuyệt đối. Ngoài những năng lực cơ bản như siêu sức mạnh và sức bền, nó dễ dàng biến đổi và điều khiển thực tại, không gian và cả thời gian, thậm chí là phá hủy và tái tạo lại vũ trụ. Nói chung chỉ cần bạn nghĩ ra khả năng gì thì Alien X đều có thể làm được. Ngay trước có một điểm yếu của Alien X là khi Ben biến thành dạng này thì cậu sẽ phải thảo luận với hai nhân cách còn lại của Alien X, vốn là một cặp vợ chồng tượng trưng cho giận dữ và bao dung. Khi cả ba đi đến kết luận thì Ben mới có quyền kiểm soát. Người ta nói rằng đôi khi những cuộc thảo luận có thể kéo dài hàng thiên niên kỷ, vậy nên Ben mới không thích biến thành dạng này. Tuy nhiên một khi đã thống nhất ý kiến, Alien X gần như là toàn năng. Điều đặc biệt của sinh vật này là khả năng bá đạo của nó được xác nhận bởi chính nhà làm phim.